Bãi rác Lộ Thiên tại xã Vô Tranh, huyện Hà Hòa, tỉnh Phú Thọ tồn tại hơn chục năm qua, đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt của người dân đang sống xung quanh khu vực này. Liên quan đến việc người dân chặn xe rác, theo vị chủ tịch huyện Hạ Hòa, bãi rác rộng 1,5 ha tiếp nhận lượng rác của một số xã trên địa bàn huyện. Nguyên nhân nhiều ruồi không phải chỉ do bãi rác. Huyện đã có phương án xử lý dừng đổ từ tháng 6 năm 2023 khi nhà máy điện rác hoàn thành. Theo Chủ tịch huyện Hạ Hòa, bãi rác này không có vấn đề gì. Sau khi trôn lấp rác, đã triển khai phương pháp giải vôi và khử khuẩn, hạn chế mùi phát tán ra bên ngoài. Về việc di chuyển bãi rác này cũng được huyện tính toán, thế nhưng hiện tại theo quy hoạch vẫn chưa có địa điểm mới để thay thế. Lộ trình đến tháng 6 năm 2023, huyện sẽ di rời bãi rác này. Theo ông Dũng, tỉnh Phú Thọ đã có đề án xử lý rác thải, lượng rác tại đây sẽ được cung cấp rác để đốt điện rác. Vấn đề được người dân dựng liều bạc phản đối không cho xe rác vào bãi. Theo ông Dũng là do người dân chưa nắm rõ được thông tin, đồng thời bị kích động. Việc dân tự ý dựng lều chặn xe rác như vậy liên quan đến vấn đề an ninh trật tự nông thôn, cản trở công việc xử lý rác của huyện. Về vấn đề người dân phải sống chung với ruồi, ông Dũng cho biết hiện tại đang bước vào thời điểm giao mùa nên ruồi sinh sản rất nhiều. Cùng với đó, khu vực này rất nhiều ao tù, nhiều hộ chăn nuôi gia súc nên việc phát sinh ruồi từ bãi rác chỉ là một phần nguyên nhân.